Hello, xin chào tất cả khán giả của XKK. Các cậu khỏe không? Mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ quyết định làm phần tiếp theo của series vui chơi tại tỉnh BC của mình. Mình biết là đã rất lâu rồi phải không? Mình chưa làm phần tiếp theo này. Thực sự thì mình thấy rất là có lỗi với bản thân và cả với các cậu nữa. Cho nên năm mới này, mình sẽ cố gắng là không excuse gì nữa. Ở tập lần này, chúng mình đã lái xe lên Whistler để đi chơi. Và cả chuyến đi thì bọn mình thực sự bị ngợp bởi Whistler, thực sự rất đẹp luôn ý. Mặc dù đã có một chuyện không may xảy ra, nhưng mà tổng kết lại, bọn mình thực sự rất enjoy chuyến đi này. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nhé. Trời sao mọi người. Ôi, mình vẫn bị ngủ dậy rất là sớm luôn. Hôm nay 4 giờ sáng mình đã dậy rồi. Ở thành phố Vancouver này với cả thành phố Saskatoon của mình thì bị cách nhau khoảng... Tức là Vancouver thì nhanh hơn thành phố của mình 1 tiếng. Thì xong rồi, bình thường kiểu thời gian biểu của mình đi ngủ là cỡ 10 giờ tối, xong rồi 7 giờ sáng dậy. Sau bây giờ nó cứ bị thay đổi ấy, xong rồi mình ngáo ngơ vậy. Từ cứ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mình dậy. Lịch trình của ngày hôm nay thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi chơi ở khu Whistler. Nó là một khu vui chơi rất là nổi tiếng ở BC và nó cách thành phố Vancouver khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi gì đấy. Trước khi mà bắt đầu đi Whistler thì hiện tại vẫn đang rất là sớm ý. Bọn mình tính là bọn mình sẽ đi bộ ở một cái công viên gần nhà này. Xong đó đi ăn sáng, sau đấy rồi mình lấy xe để đi. Chúng mình cũng bắt đầu ngày mới nha. Oh, cái này ngon đấy, chicken salad and bacon wrap. Sounds like a good plan. Đường phố Vancouver không có gì để ăn vào giờ này hết. Bình thường mấy giờ nhà hàng mới mở cửa anh nhỉ? Nếu mà ăn sáng thì tầm 9 giờ đến 11 giờ nha mọi người mới mở ấy. Hôm nay kiểu very chilly luôn ấy. Vì khách sạn của tụi mình ngay gần dưới công viên Sunset Beach nên chúng mình đã quyết định đi dạo quanh đây. Đứng ngay tại công viên này, tụi mình có thể thấy được một trong những địa điểm nổi tiếng trên thế giới là trại Granville Island này, và sau đó còn có thể đi dạo xuống bờ biển nữa. Tụi mình dừng chân ăn sáng ở đây mà tiếng chim kêu không ngớt luôn. Nói chung là mình đã phải cắt rất nhiều cành để bỏ tiếng chim ra. Trên đường về bọn mình còn gặp một bầy goose nữa, chúng nó đông lắm. Honey. Lẹ. Chỗ mình không có lá phong. Hoa. Cái này là cái gì đấy? Mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ tụi mình đang trên chiếc Uber để đi lấy xe chúng mình đã đặt thuê này. Mọi người thấy không? Vì dịch nên người ta phải lắp tấm kính chắn như này ở trên ô tô đấy. Cảnh đẹp xuất sắc luôn. Đúng là Vancouver. Bọn mình lấy được xe rồi. Hey Siri. Just the next nugget. I can answer. Xuất phát từ Vancouver, bây giờ chúng mình đang trên đường tới cao tốc 99. Sea to Sky là một trong những cung đường đẹp nhất tại Canada. Có thể các cậu chưa biết thì con đường này có tổng chiều dài lên tới 409 km và được bao quanh giữa núi và biển nữa, cho nên cảnh quan hai bên đường thực sự là đẹp xuất sắc luôn ý. Phải nói là tụi mình hoàn toàn bị choáng ngợp. Ta-da! Chúng mình đã tới nơi rồi đây. Vì tới nơi hơi trễ nên chúng mình chỉ đi chèo thuyền được thôi. Đây là lần đầu tiên tụi mình đi chèo thuyền ở Canada và cũng là lần đầu tiên chèo một cái hồ lớn như thế này. Ở trên này không khí siêu trong lành và trời nắng ấm nên tụi mình đã rất vui. Tuy nhiên, hôm đấy trời gió rất là to, xong rồi bọn mình cứ loay hoay để chèo thôi ý. Nhưng sau lúc phát hiện ra thì bị lạc mất rồi. Oh, finally! How's your feeling? Thought I was gonna die. Oh my god. So terrified.
Lúc đấy mình tưởng là về nơi rồi nhá. Xong cuối cùng mình phát hiện ra là kiểu chỗ đấy không phải là cái bờ mà mình cần đến ý, mà nó là kiểu một cái bờ tít ở đằng kia. Và lúc ấy kiểu trời ơi, sợ mà kiểu panic các kiểu ấy nọ. Sau rồi mình bảo như là oh my goodness, anh ơi gọi service gì đến pick up cái tiền em không. Lúc ấy sợ lắm, không thể nào có thể bơi qua được cái sông đấy nữa. Oh my god, nhưng mà we made it. Sợ ai. Mình với Vũ vừa mới lấy được bàn xong. Ôi sẽ giới được vào ăn thôi. Hola, chào buổi sáng mọi người. Bây giờ tụi mình đang lái xe tới một trong những khách sạn lâu đài nổi tiếng ở Canada để đi ăn sáng nè. Đi vào bên trong thì bọn mình thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ điển của tòa lâu đài này. Còn bây giờ thì theo chân chúng mình tới chỗ ăn sáng nhé. Bây giờ bọn cây đang chuẩn bị đứng đi để lên một cái cáp treo ở chỗ Whistler và nó cực đẹp luôn ấy. Bọn mình lấy được vé rồi. Hệ thống cáp treo trên Whistler rất hiện đại và an toàn. Vì là thời điểm dịch nên tụi mình mỗi nhóm đi chung được ngồi một chiếc cáp treo riêng. Địa hình đồi núi ở Whistler cực kỳ lý tưởng cho du khách trượt tuyết vào mùa đông và tham gia các trò chơi thể thao mạo hiểm. Đó là một trong những điều quan trọng vì sao biến Whistler thành địa điểm du lịch mùa đông lý tưởng cho du khách tới thăm Canada. Ngoài việc có thể tham gia các hoạt động mạo hiểm, chúng mình còn có thể ngắm cảnh bằng cách đi bộ khám phá thiên nhiên xung quanh này. Theo mình thấy thì mỗi mùa đều có những cái đẹp riêng mà không nên bỏ lỡ ấy. Cho nên chắc chắn là mình sẽ quay lại Whistler vào một dịp mùa đông tới. Ở đây có cái 3 must do. Hello, mình vừa đi xong cái thứ nhất rồi, bây giờ sẽ đi cái thứ hai và cái thứ ba. Ta đi cái thứ nhất bây giờ. Wait, bọn mình chưa đi xong cái thứ nhất nữa. Thế rồi mình mới lên đến đây này, xong phải đi ngang sang đây, xong rồi mới đi xuống. Ok, đi. Ôi, cái này siêu bụi. Wow. Thế là mình vừa đi từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác đúng không? Ê, có tuyết này mọi người ơi. Giờ này vẫn có tuyết. Hello, mình đang đứng ở chỗ chuẩn bị đi xuống rồi. Tại vì mọi người hẹn gặp mọi người sau nhé.